Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ThinkView. Ở video trước, mình đã trên tay cho các bạn dòng vi xử lý Intel Core i5-8400. Còn trong video ngày hôm nay, vẫn sẽ tiếp tục là dòng vi xử lý Coffee Lake. Nhưng đây chính là Intel Core i3-8100. Dòng vi xử lý được nâng cấp rất chi là mạnh mẽ, từ 2x4 luồng lên 4 nhân thực để có thể cạnh tranh được với R3 của AMD. Hiện tại mức giá của i3-8100 mà mình tham khảo được tại các đại lý phân phối chính hãng sẽ là rơi vào khoảng 3 triệu đồng, nằm giữa R3-1200 và R3-1300X của AMD. Như trên bảng các bạn có thể thấy, về số lượng nhân và luồng thì cả ba sẽ tương tự nhau, đều là 4x4 luồng, tương đương với dòng i5 từ đời 7 trở về trước. Nhưng i3-8100 lại có lợi thế một chút về mặt xung nhịp cơ bản, lên tới 3.6GHz. Tuy nhiên, các bạn hãy nhớ là R3-1200 và 1300X đều có khả năng ép xung. Qua thử nghiệm của mình thì chúng đều dễ dàng để có thể đạt được mức xung là 3.8GHz. Dung lượng case của i3-8100 cũng thấp hơn một chút khi so với dòng R3. Nhưng với đa phần nhu cầu của những người tìm mua i3 hay là R3 thì sự khác biệt là rất khó để có thể nhận ra. Dòng vi xử lý Intel Core i3-8100 còn có một lợi thế không hề nhỏ nữa trước dòng vi xử lý Ryzen của AMD, chính là card đọa tích hợp. Có thể nó không quá mạnh, tuy nhiên nó lại rất phù hợp với những người dùng văn phòng hay là những người dùng thông thường không muốn đầu tư quá nhiều cho một hệ thống máy tính. Có một điều mà mình muốn nhắc cho những ai đang có ý định mua i3-8100, đấy chính là hiện tại chỉ có duy nhất dòng chipset Z370 mới support cho dòng vi xử lý Coffee Lake và mức giá của nó cũng khá là cao. Thế nên với những ai đang có ý định mua những dòng bo mạch chủ rẻ tiền hơn thì sẽ phải chờ tới đầu năm sau. Chính vì lý do này nên bo mạch chủ được mình sử dụng để đánh giá vi xử lý Intel Core i3-8100 chính là ATROG Z370 Gaming K6. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá hiệu năng của i3-8100 Coffee Lake. Liệu nó có thể đánh bại được Ryzen 3 của AMD hay chính i5 Kaby Lake của Intel? Bài kiểm tra đầu tiên chính là Cinebench R15. Kết quả cho ra khá ấn tượng khi i3-8100 có thể đạt được 575 điểm, tương đương với cả i5-7500 và cao hơn khá nhiều khi so với i3-7100 thế hệ trước. Còn khi so sánh với Ryzen 3-1200 hay là 1300X thì nó vẫn cao hơn đôi chút. Nhưng khi mình đã ép xung Ryzen 3-1200 lên mức 3.9GHz thì kết quả tương đương nhau. Tiếp theo là Geekbench 4. Với bài kiểm tra đơn nhân, có vẻ Intel đã làm rất tốt việc tối ưu mức hiệu năng trên xung nhịp của mình. Dù cho mình đã ép xung vi xử lý Ryzen 3-1200 lên mức 3.9GHz nhưng vẫn kém hơn so với i3-8100 và i5-7500. Còn với đa nhân thì tất cả những vi xử lý mà mình test đều gần tương đương nhau, chỉ có i3-7100 là thấp nhất và i3-8100 vẫn giữ được phong độ của mình. Qua hai bài kiểm tra trên, các bạn có thể thấy Intel đã nâng cấp rất nhiều cho dòng vi xử lý Core i3 Coffee Lake và nó hoàn toàn có thể so sánh được với dòng vi xử lý Core i5 từ đời Kaby Lake trở về trước. Tiếp tục để test hiệu năng render thực tế của i3-8100, mình đã sử dụng V-Ray Benchmark và Blender. Kết quả cho ra không khác biệt quá nhiều khi so với Cinebench hay là Geekbench. i3-8100 vẫn tiếp tục cho thấy sức mạnh của 4x4 luồng, nhưng vẫn chưa thể so sánh được với R3-1200 khi mình đã ép xung lên mức 3.9GHz. Sang bài kiểm tra encode H264 bằng handbrake thì Intel đã dẫn trước với mức thiết lập xung nhịp default, nhưng với khả năng ép xung thì R3-1200 ở mức 3.9GHz lại mạnh hơn cả i5-7500 hay là i3-8100. Có vẻ như khả năng ép xung trên toàn bộ dòng Ryzen là một lợi thế không hề nhỏ của AMD. Còn về khả năng giải nén file, có vẻ R3 hay i5-7500 và i3-8100 khá tương đương nhau, chỉ có duy nhất i3-7100 là tụt lại phía sau khá là xa. Trong bài test duyệt web bằng Google Optane, i3-7100 có kết quả khá là cao nhờ vào lợi thế xung nhịp cao, còn i5-7500 đương nhiên nó sẽ dẫn đầu vì dù sao nó vẫn thuộc phân khúc cao cấp hơn. Còn i3-8100 ở mức trung bình, không cao cũng không thấp. Cuối cùng chính là bài test chắc chắn nhiều người rất quan tâm, chính là khả năng chơi game. Điều mà Intel luôn làm tốt từ trước tới nay và bây giờ vẫn như vậy khi i3-8100 vẫn cho kết quả tương đương với i5-7500 và thuộc top đầu trong hầu hết các bài test. Lợi thế 4x xung nhịp 3.6GHz là không hề nhỏ một chút nào, trong khi hầu hết các game chỉ tối ưu cho 4x thì i3-8100 là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho những game thủ bình dân và chỉ mua máy về để chơi game mà không vọc vạch ép xung hay là chỉnh linh tinh trong BIOS. Nhiệt độ tỏa ra của i3-8100 có thể nói là rất ít. Khi mình sử dụng cùng tản nhiệt trong video đánh giá i5-8400 thì nhiệt độ tỏa ra tối đa cũng chỉ là 54 độ, thông thường nó sẽ chỉ loanh quanh mức 51-53 độ. Như vậy các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để build những bộ mini PC đặt ở phòng khách mà không cần một hệ thống tản nhiệt quá lớn.
Với mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng thì i3 8100 rất đáng lựa chọn cho những người dùng thông thường chỉ mua về sử dụng để chơi game giải trí không vào vạch quá nhiều, và nó còn rẻ hơn cả i5 7500 khoảng 1 triệu rưỡi, nhưng hiệu năng mang lại có thể nói là hoàn toàn tương đương. Còn khi so sánh với dòng Ryzen 3 1200 hay là 1300X thì hiệu năng tổng thể của Intel Core i3 8100 vẫn cao hơn khá là nhiều khi chạy ở xung nhịp default. Intel Core i3 8100 lại có một lợi thế nữa, đấy chính là card đọa tích hợp. Có thể là nó không mạnh đâu, nhưng với những người dùng thông thường nó lại quá đủ hay là rất phù hợp cho nhu cầu sử dụng chống cháy. Trên đây là bài đánh giá Intel Core i3 8100 của mình. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ ThinkView. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.